Việt Nam với kế hoạch 15,5 tỷ đô la Mỹ ở sự kiện quốc tế 70.000 người, gây bất ngờ với quyết định táo bạo. Một điều bất ngờ, quyết định táo bạo là những gì chuyên gia quốc tế nói về cam kết mà Việt Nam đưa ra. Những nỗ lực của Việt Nam đang được thế giới đánh giá cao. Kế hoạch 15,5 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ Business Standard, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường dự hội nghị lần thứ 28. Các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Hãng tin Reuters cho biết, hội nghị lần này dự kiến có 70.000 đại biểu tham dự, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới đến từ 197 quốc gia, Liên minh châu Âu, EU và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Đáng lưu ý, theo hãng thông tấn AP, kế hoạch về việc Việt Nam sẽ sử dụng 15,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ như thế nào để chuyển đổi sang năng lượng sạch đã được hoàn tất và sẽ được công bố tại hội nghị lần này. AP dẫn lời ông Mark George, cố vấn khí hậu của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết, sau nhiều tháng phối hợp với các bộ chủ chốt của Việt Nam để thảo luận chi tiết, kế hoạch cuối cùng về việc sử dụng gói hỗ trợ 15,5 tỷ đô la Mỹ nhằm chuyển đổi sang năng lượng sạch đã được hoàn thiện trong ngày 23 tháng 11. Vương quốc Anh hiện là đồng chủ tịch của nhóm 9 quốc gia công nghiệp phát triển đã đồng ý cung cấp 15,5 tỷ đô la Mỹ để giúp Việt Nam chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng than, nhanh chóng chuyển sang năng lượng tái tạo như một phần trong thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP. Đây là một cột mốc thực sự quan trọng, ông George nói. Trước đó, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, đại diện Việt Nam và các nước G7 cùng đối tác phát triển là Liên minh châu Âu, EU, Na Uy và Đan Mạch đã thông qua tuyên bố chính trị thiết lập GETP nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương trình ban đầu sẽ huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ từ khu vực công và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm nhằm hỗ trợ một số mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch của Việt Nam. Trả lời báo chí trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết thêm rằng, tại COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố một số sáng kiến, cam kết mới của Việt Nam để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó tốt nhất với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. 70.000 tấn vàng lỏng và mục tiêu của Việt Nam, AP cho biết, trong năm nay, Việt Nam đã công bố kế hoạch năng lượng quốc gia, quy hoạch điện 8, nhằm tăng hơn gấp đôi công suất điện tối đa mà Việt Nam có thể tạo ra lên khoảng 150 GW trong năm 2030. Kế hoạch của Việt Nam cũng đề cập tới việc giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, định hướng thực hiện chuyển đổi nhiên liệu sang sinh khối và amoniac với các nhà máy đã vận hành được 20 năm khi giá thành phù hợp, đồng thời dừng hoạt động các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu. Bên cạnh đó, Việt Nam hướng tới ưu tiên phát triển điện khí trong nước, phát triển các nguồn điện khí LNG nhập khẩu với quy mô phù hợp, thực hiện chuyển dịch năng lượng bám sát xu thế phát triển công nghệ và giá thành trên thế giới. Ông Tăng Thế Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam cần có sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng quốc tế để đảm bảo có thể thực hiện kế hoạch của mình. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã đón chuyến tàu lịch sử chở 70.000 tấn vàng lỏng LNG, minh chứng cho quyết tâm mang tới thay đổi bước ngoặt cho ngành điện, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế. Tới tháng 10 năm nay, kho LNG thị vải đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam đã được khánh thành, đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của Tổng công ty Khí Việt Nam, nói riêng và Việt Nam nói chung trong hành trình chuyển đổi sang năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Lần thứ hai khiến quốc tế bất ngờ, theo hãng tin Bloomberg, trong khuôn khổ hội nghị COP26 năm 2021, Việt Nam đã gây bất ngờ khi cam kết ngừng xây dựng nhà máy điện than mới bởi các quốc gia Đông Nam Á trước nay được xem là thị trường tăng trưởng tốt cho nhiên liệu than. Các chuyên gia phân tích, động thái từ bỏ nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam cùng với cam kết sẽ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 là một điều bất ngờ và là quyết định táo bạo bởi trong thập kỷ qua, năng lượng than đã tăng từ khoảng 18% lên hơn 50% tổng sản lượng của Việt Nam. Điều này thực sự bất ngờ, các quốc gia Đông Nam Á vốn chưa đạt nhiều tiến bộ trong công nghệ tái tạo, trong khi nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng nhanh. Họ sẽ ngày càng gia tăng thêm lượng khí thải nếu không có giải pháp thay thế cho than. Đó là lý do tại sao việc giải quyết vấn đề này ngay bây giờ rất quan trọng. Philippines và Indonesia cũng đã ký cam kết giảm phát thải nhưng cả hai nước này đều không đồng ý dừng xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới. Ngoài ra, Philippines từ chối đặt thời gian biểu cho mục tiêu loại bỏ dần việc sử dụng than. Bước sang năm nay, tại hội nghị COP28, Việt Nam một lần nữa gây bất ngờ khi tích cực và chủ động triển khai một cách bài bản các cam kết quốc tế đã ký từ hội nghị COP26. Nỗ lực của Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Báo điện tử Chính phủ cho biết, lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo của các tổ chức quốc tế, các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế để thúc đẩy tiếp cận các nguồn lực tài chính, tri thức và công nghệ, mở nhiều cơ hội hợp tác phát triển, hướng tới chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp.